Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Lý Nhân cơ bản đã được kiểm soát tốt sau khi mà phát hiện hàng chục ca bệnh mới trong cộng đồng. Mặc dù đây là cái thời điểm mà chúng ta đang triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19, các biện pháp phòng chống dịch sẽ có những sự khác biệt so với trước. Nhưng Lý Nhân đã làm như thế nào để vừa kiểm soát được dịch bệnh nhanh, đảm bảo an toàn cho đời sống của người dân, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội bình thường? Phản ánh của phóng viên báo Hà Nam Điện tử. Thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân là một trong những khu dân cư có nhiều F0 được phát hiện từ ngày 15 tháng 10 đến nay. Các hoạt động truy vết, điều tra dịch tễ, xét nghiệm vẫn được thực hiện theo tinh thần nhanh, gọn, hiệu quả, chính xác. Trên 50 tổ COVID-19 cộng đồng đã được kích hoạt ở mức cao nhất, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện 5K giám sát dịch tễ trong các khu dân cư một cách chặt chẽ. Lần này thì việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đạo Lý đã xác định mức độ nguy cơ đến cụm dân cư để khoanh vùng hẹp nhất có thể và công tác quản lý được đưa vào diện hẹp hơn, tạo điều kiện cho người dân vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Đối với cả Đạo Lý thì lần thứ 3 bùng phát dịch Covid thì đúng cái thời điểm mà Chính phủ triển khai nghị quyết 128 về thích ứng linh hoạt, thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý. Chúng tôi đã phân công cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, rồi phân công chỉ đạo cho tổ Covid cộng đồng, phân công cho từng thành viên tổ Covid cộng đồng giám sát chặt chẽ đối với tất cả các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà. Cái đấy là cái hết sức quan trọng trong cái việc mà kiểm soát, có thể kiểm soát được dịch bệnh. Cái thứ hai nữa là trong cái vòng khu vực phong tỏa thì chúng tôi thành lập đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cái hộ dân trong khu phong tỏa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân ngoài khu vực phong tỏa vẫn diễn ra bình thường. Các trường hợp F1 cách ly tại nhà được giám sát chặt. Trước nhà có gắn biển khuyến cáo như thế này. Hàng ngày thì công tác tuyên truyền được tăng cường hơn. Người dân càng có ý thức trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch. Trên chỉ dẫn nào là dưới là dân đều có thực hiện theo cái chỉ đạo của trên cả. Chúng tôi ở đây là cách ly, nói chung là nhà cách ly với nhà là tương đối, là tuyệt đối không có cái gì là bảo là nơi nhà gì cả. Trong khu vực phong tỏa này chỉ có 41 hộ dân, nhà nào ở yên nhà đấy. Việc đi lại chỉ là những thành viên của tổ COVID cộng đồng, cán bộ nhân viên y tế đi lấy mẫu và kiểm tra sức khỏe cho người dân. Tại các điểm chốt, lực lượng chức năng được bố trí giữ chốt đã làm việc một cách nghiêm túc. Các lực lượng thì cũng đã tận tâm trong cái quá trình phòng chống dịch của địa phương, đã cố gắng hết sức vì thời tiết này nó rất là khắc nghiệt, mưa gió. Mà những cái ngày đấy đó là rất là rét, thì lúc đấy là gió mùa đã trở về địa phương rồi, thì cái quá trình làm việc thì gần như là các đồng chí tham gia xây dựng các điểm chốt là cũng đều người là đều bị ướt hết. Tính từ giữa tháng 10 đến nay, huyện Lý Nhân đã phát hiện thêm gần 30 trường hợp mắc COVID-19. Sự phức tạp trong công tác phòng chống dịch giai đoạn này đối với địa phương không chỉ là việc vừa thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch để phát triển kinh tế xã hội, mà còn tiếp nhận một lực lượng lớn công dân từ các địa phương ngoại tỉnh có dịch trở về. Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn, và việc xác định sống chung với dịch, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong bất kỳ một hoàn cảnh nào đã trở thành phương châm sống mạnh mẽ đối với mọi người dân. Nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng dịch và phát huy hiệu quả của tổ COVID cộng đồng trong cái việc là cánh tay với dài của ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy của các địa phương trong việc giám sát các cái trường hợp từ vùng dịch về địa phương và các cái trường hợp phải cách ly tại nhà theo quy định.
khống chế dịch hiệu quả đối với Lý Nhân trong giai đoạn mới đặt ra những thách thức không nhỏ. Nhưng các địa phương đã ghi nhận chống dịch thành công đến thời điểm này nhờ sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết chung lòng của các tầng lớp nhân dân, sự sẻ chia tích cực, tinh thần chống dịch lành mạnh của cộng đồng. Chưa bao giờ người dân Lý Nhân vừa phải đối mặt với dịch bệnh tiềm tàng, vừa hăng hái tham gia lao động sản xuất và sẵn sàng cùng với cấp ủy chính quyền làm mọi cách để chống dịch hiệu quả như bây giờ.